xin chào mọi người đến với video tiếp theo của nhà quê nha. Hôm nay cuối tuần chủ nhật nha mọi người. Mình với Đạt đi một đắng nha. Các bạn theo dõi video nha. Hôm nay có dẫn theo hai miner. Đội nón lá nha. Lâu quá mới gặp. Đây có thêm Khánh nữa nha. Khánh đi mò hò mò ốc với mình luôn nha. Dạ. Ốc dừa. Có con ốc nắng bự à. Còn gì ốc dừa không à? Ốc dừa, ốc này ác nó không được. Ốc dừa. Ông ăn được nhưng mà sợ. Nhỏ. Bữa hổm mà ăn đó. Bỏ tới xuống. Ừ. Con này nhỏ quá, ăn đủ. Cái này mà chịu khó lễ là mình chụp á. Đây. Dạ. Sạc. Kêu một đắng mà. Vô. Bắt cá sạc luôn nữa. Lắm con nào bắt nữa. Nãy vô sinh mò ốc mà. Anh bắt tối lạ. Vậy là dở mấy trái dừa có đó. Dở thì nhẹ lên, dục lên đây em lụm cho. Không có hơi nhỏ ha. Cái nắp kìa. Nhỏ bự gì là bán nên đã rồi. Nè nghe nắp kìa. Lâu mình mới sinh được. Tôi nói lửa làm chi, mẹ đâu có lửa, cực quá. Bắt mẹ hết đi, vậy được phải như mình. Ừ đúng rồi, vậy phải như mình. Lụm mấy cái dừa lên anh. Lụm dừa lên có cá à. Đó. Bắt rắn gì nuôi hả? Dở dở đồ lên đó. Trộn vậy rồi cá nó chạy rồi sao, lật ngược cái dừa lên. Cái gì? Sao có con tay mà kêu người ta lật ngược lên. Không, không. Cái màu nó chăm chú chứ. Bắt rắn được sao? Thôi tôi quay cho. Dưới cái dừa đó còn á, cái dừa bự á. Khán giả. Trời ơi, ba cái nón lá. Giờ kiếm nón lá này. Cái dừa bự đó. Ừ. Đó. Kiếm nón lá mà đội đi. Đó còn dính kìa. Lật quanh đây. Mấy mẹ. Cả nó đi. Mưa sâu dữ ta. Vợ chồng ta nào đã biết nhau. Có gì trước có giả chả bắt gáo rồi ta đi sao ta giả thằng khí. Điên lượt á. Thằng mé đâu sao. Phải rồi mé bảnh mày. Đó thằng mé anh đại đi mé bảnh thì chết đi lên đây. Không á. Gì màu dính tôm trả hả? hồi dính cá rồi tôi đánh ra như trả. Mình xin màu ốc mà dính tôm trả nha. Đó. Cá mậu vậy. Nãy mình xin rồi nó không sủa mạnh nó đã nó đi rồi nó liếm thấy chưa? Đó đi lâu chứ vậy. Cá mò kỹ. Kỹ gì? Mày mò. Lâu, tao chưa có kinh nghiệm á nè. Mò lâu nước mới nhiều. Mò luôn có ốc nhiều nên mò lâu. Xàm xàm. Tao thả ra sao gớt được. À, bắt đắng mà đếm được mấy con luôn á. Anh
con gì? Chim Khánh bắt đi. Nhà lỗ dưới nữa hả? Xào nữa rồi đó nha. Mò thử dưới mặt đất rồi Khánh, có nằm dưới không Khánh? Xin bắt cái tên mà kêu mò ở dưới. Kìa. Nhóc kìa. Tư. Bắt cái tên của xuống mà đi dưới bờ. Bà đâu thấy đâu. Nè. Lên. Để từ từ xuống được vậy, dục rụng hết. Lo tàu lá rồi đi gớt chứ gì ta. Nhiều ghê. Ồ, băng này bác. Ông Đạt tôi không chơi có một mình à. Chơi ai vậy? Đừng hát nội ơi. Bị dính bản quyền á. Tại không tôi hát cũng có. Hát bị dính bản quyền á. Xa mình thấy có con bụi các bạn ơi, các bạn thấy không? Chỗ này nè, đó. Bây giờ mình sẽ lội phía miền Bắc nha. Miếng mắt đường đây. Đó, thấy chưa? Lội mương luôn. Ê chồng. Lộn dám động nước lớn các bạn. Chìm. À da. Chà chà. Được rồi. Thấy chưa? Mày thấy bự không? Tàu lá này nó cũng có đắng. Một mình bắt không được. Đợi Khánh Viên Đạt lên. Ê! Ốc bự không? Tùm. Ốc bự hiếm quá.
ốc đắng này á, ở vườn dừa nhiều lắm nha mọi người. Nó bu hay mấy tàu lá nè. Bắt ốc mà phải nín thở dưới cái tàu đó đó, mình làm động là nó sẽ lặn rớt ra liền. Dưới sắp tới ngay tay cầm ở dưới á, dưới cái sóng á. Đụng cái đó nó rớt ở dưới sóng còn còn đó, ngay cái cây mới bắt luôn á. Quá bự. Rớt chấm chấm luôn. Lát con vô nhà bác Hai nha. Ốc bự lắm luôn mọi người. Tên tôi đi thiệt bự lắm. Nghe bắt mình lựa luôn á. Nhỏ quá không bắt nha. Chót tàu á, chót á. Rồi. Con nè. Tưởng cái cùi dừa không thấy mẹ luôn. Mấy đây nè quẹo, lật qua đây còn con rồi đó. Thấy con cầm ngoài à. Cái này dục chặt lá dừa xuống mà quân tống á, dục xuống thì 2 ngày ra lâu rồi. Đó, nè, đây nè, bên đây, bên đây. Chưa, thấy chưa, mọi người thấy chưa? Cái gì vậy? Có còn con nào không? Sao một hồi lặn lội với mương hai anh em bắt được nhiêu đây là mọi người ghê không? Ốc bự bự không à, con tôm nữa nè. Cái bắt nhỏ tôi bắt bự nè. Đã chưa bây giờ mình làm gì ta? Còn hai con nữa kìa, thấy chút lắm rồi. Làm món gì ta? Chút vậy đi tính. Đây là ốc mình đã rửa rồi nè bạn, sạch sẽ không? Nhìn ốc đã kìa. Nó sạch nha. Đây là Đạt đang sạc mấy ốc bù. Sạch chưa? Rồi. Cá tép gì nữa nè. Mấy ốc bu chút mình hấp tiêu nha các bạn. Còn mà mấy ốc đắng xào tới ớt. Xào tới ớt hả? Nghe hấp dẫn quá. Chút làm đi. Mấy Bùi Tiến đang đốt than nha. Rồi tắt hết tên luôn. Kỳ vậy ta. Đốt cái mũ để dưới á.
Thì lấy luôn. Này tối nhiều đây. Nhiều đây nhiều thì thiếu rồi. Món gì tối vậy? Tối luộc. Làm sao cái này thêm ra nè, thêm ra ta. Cái gì? Thêm này ra ngoài để dành nó họ làm nước mắm. Ờ nướng, anh nướng ăn không á nó thơm mà nó béo nó ngậy ngậy. Kỳ lắm hả? Thôi kỳ quá khỏi nữa. Này có quạt quạt lên trái vậy. Đâu? Nè, tỏi có một cục toàn toàn rồi nè. Tỏi cô đơn đó làm để như, nướng đi đã. Làm như cái mộng làm như cái mộng vừa vậy. Chục tỏi cô đơn vô đây nướng để khỏi lộn. Giờ tỏi đâu làm? Tỏi kia, vậy đâu? Ai biết. Này có quạt cả trái gì hết. Còn gì nữa. Thì thấy đường nhiêu đây tưởng có nhiêu đây. Sôi đó, dầu sôi rồi. Có rau muống kìa. Chờ tỏi luôn. Kẹ. Ê, xào rau muống luôn. Lấy rau muống xào bỏ vô nữa. Ồ. Cậu lấy cái phản. mới mướn tháng chín triệu. Có rau muống nữa kìa. Bỏ rau muống đây xạo nè. Ơi, nó đầy quá anh nè. Từ từ thì nó gắt. Ta lấy đũa ta quơ đây rồi lấy xạo. Rớt một con ngoài là 2.000. Rớt một con nữa là quậy rồi. Nó có làm đâu. Mà nó cũng đều rồi. Không đều. Chơi gì cũng giàu không? Không bởi vì em hơi quá là giàu rồi. Chúng xào đá xanh. Này là tôm sú nha mọi người, bổ sung thêm nha. Ăn ốc đắng không ngán. Hả? Cá sặc cũng bổ sung thêm. Cá sặc nha. Nguyên con luôn. Nguyên con. Ướp sa tế nướng luôn. Dữ thiệt chứ. Cá sặc nướng mồi. Không mà nướng sa tế, nướng mồi là để ra không luôn. Nướng mồi là nướng luôn mà á. Ừ. Chơi này, này chơi lầy quá. Có thằng nướng không? Sao giống chưa? Giống chứ. Úp vài cái miếng giấm vậy. Bậy, nó phải kìa. Y chang vô tông hơ vậy. Để hột tắc mới giống ha. Phải có hột tắc mới giống. Thôi đâu giống.
Hỏi bắt ba trai coi. Hỏi bắt ba trai coi đâu. Anh Khánh đưa mình cho mình một cái chén anh Khánh. Bạn luôn. Bạn luôn. Chén nhỏ nhỏ thôi, chén bự để ăn. Có chén nào nhỏ mẹ đi. Nó bắt gì vô được rồi. Kêu ngạn kêu người ta nó cự nó nói lớn rồi. Rồi mời cả nhà dùng bữa nha. Giờ cây gỗ quăng bên đi. Vô. Đau. Không đỡ gì qua mới hai thằng giấy mới ẩm ẩm ngon. Vô. Cái lúc này nhậu với mình nó bị bể rồi. Mời cả nhà. Ừ. Ốc trứng ghê luôn. Các bạn ăn ốc mà bỏ cái trứng đó là mấy bạn ăn không lại tôi rồi. Sạn quá. Vô anh ba. Uống đi. Thưa anh ba làm gì vậy? Ốc đắng mà cắn luôn hả? Cắn nút. Nó học rồi đó. Lễ lâu lắm. Cắn cái đít cái nút. Đâu, là... review lại cái nữa rồi. Khoan từ từ. Ây da. Cắn cái bằng nhục, gãy cái răng luôn. Gãy răng bằng nhục. Cắn áo không có kinh nghiệm. Ghê. Hèn chi không kêu bắt ốc nhỏ bự cho... kêu bắt hết đi. Cho miếng giấy rồi. Cho miếng nước đá. Đổi, mình cho đổi. Bảy ca bả đi. Hai rưỡi rồi đó. Hai rưỡi rồi. Làm hả? Làm có. Tới giờ làm. Không tới giờ làm nữa. Đi đi với anh em bữa nào. Má ăn chạy đổ một hồi lưỡi luôn. Thì nó đổ một hồi luôn đó ta. Ăn ba cái tôm nướng này, tám nay thử con tôm nướng rồi nó cay xé gió luôn á. Bây giờ đang ngốc luôn. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Rồi. Còn okay. Mỗi lưỡi nó cay lưỡi vậy nè.